hiện tại thì quán mình đang chuyên về mì với lại gà, lẩu gà. Mì thì mình bên mình hiện tại là có mì khô với lại mì trộn với lại mì nước. Lẩu gà thì hiện tại là có ba loại lẩu, là lẩu gà hầm mất hiểm, lẩu gà hầm tôm dung với lẩu gà hầm lá é. Thì đặc trưng của quán nhất là hiện tại là lẩu gà hầm ớt hiểm. Gà được chế biến là hấp chiên lên, xong rồi mình sẽ sử dụng chung với các loại rau củ. Còn đối với lại các loại bên mì thì mình sẽ có mì trộn, nó sẽ có là mì gà chiên, gà xé, xá xíu, trứng non, với lại sử dụng trộn với lại sốt của Đệ Nhất, và sau đó là mình dùng chung với nước thảo mộc. Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Chiều nay mình có mặt trên đường Bào Cát, ở đây thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Mình thấy ở đây có cái tiệm lẩu gà Đệ Nhất, chuyên về lẩu gà và các món về mì gà nha các bạn. Mình cũng rất là thích ăn gà, cho nên mình đi qua đây mình thấy cái quán rất là đẹp đẽ luôn, xịn sò luôn các bạn. Được trang trí và thiết kế rất đẹp, và những cái đèn đồ làm cũng nhìn rất là sáng sủa, đẹp mắt. Cho nên mình quyết định vào đây mình sẽ ăn review và mình quay một số hình ảnh về cái tiệm lẩu gà Đệ Nhất này cho các bạn cùng xem. Rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nha. Phường 14 quận Tân Bình các bạn, đường Bào Cát. Ở đây rất là đẹp luôn nha các bạn, rộng mở thênh thang luôn. Rồi mình thấy ở đây là quán lẩu gà Đệ Nhất, mì gà và lẩu gà nha. Ở đây đường rộng và cái vỉa hè cũng khá rộng đó các bạn, cho nên chúng ta thấy xe có thể đậu ở phía trước cũng rất là đầy ha. Bước vào một cái quán nhìn rất là khang trang lịch sự. Đây là ở khuôn viên trong quán lẩu gà Đệ Nhất đó các bạn, khách ngồi ở đây. Tiếp theo ở đây là cái phần gian bếp ha, cũng được trình bày sắp xếp một cách rất là đẹp mắt. Mấy anh bếp làm ở đây rồi, cả những cái bàn sẽ ngồi tiếp ở phía sau nữa các bạn. Cái quầy bếp cũng rất đẹp các bạn. Đây là món là hai vị trộn rồi đặc biệt. Ở đây chuyên về lẩu gà và các món mì gà nha các bạn. Và nhìn cái mì màu rất là hấp dẫn luôn các bạn. Trộn nước sôi mì sẽ bung ra ha, mì sẽ bung ra và giòn đó các bạn. Một cái nước sốt rất là đặc biệt luôn. Mì trộn mà mình sẽ trộn cái sốt gì đó ha, có lẽ là cái sốt này là bí quyết riêng của quán nha. Mình thấy cái tô này là mì cũng khá nhiều các bạn. Ở này mà một tô hay hai tô? Vậy là một tô là mình thấy mì nhiều đó. Ngoài ra còn thêm thịt và những rau cải nữa các bạn. Mì gà thảo mộc anh ha. Mì gà thảo mộc. Đây là cải thìa. Cải thìa. Táo tàu. Táo tàu á. Theo đúng liều lượng đi các bạn, bỏ lên cân luôn. Đó là gà anh. Đó là gà chiên. Gà chiên ha, bằng gà chiên. Bỏ lên cân đúng liều lượng nha các bạn. Cân giống như cân vàng vậy á. Anh làm cái phần mì trộn gà và xá xíu, nhìn cái trình bày ra tô cũng khá là đẹp luôn. Dạ, hiện tại là quán sẽ khai trương vào ngày 8-19 tây tháng 7, nhằm thứ 6 thứ 7 tuần sau. Trong ngày đó mình có chương trình khuyến mãi. Hiện tại thì quán sẽ có chương trình khuyến mãi là đối với mì thì mình sẽ mua 1 tặng 1, còn đối với lẩu thì mình sẽ giảm 30% cho khách dùng ở đây hoặc là mang về.
sụn với lại cái đùi này trong mì gà quay. À, mì gà quay có mấy cái này. Quá hay à. Giờ để một hồi nó sẽ sôi lên nha các bạn. Cái này khách mời gọi mang về ha. À. Cái hộp này nhìn cũng khá là đặc biệt nha. À, hộp giấy hả? À, cái này mình đựng khô chứ đâu đựng nước hả? Mì trộn gà quay đặc biệt mang về. Mì trộn gà quay đặc biệt rồi, các loại rau củ, rau quả như là cải ngọt. À, cái này là gì? Cà rốt thái hạt lựu. À, cà rốt luôn. Cà rốt được cắt hạt lựu các bạn. Rồi tôm khô. Xá xíu. Xá xíu. À. Nấm tôm khô vậy. Đủ thứ nha. Bảo đảm no nê luôn. Bao gồm có cà chua, xà lách son, cải thề, nấm kim cải châm. Cải thề hả? À, này nấm kim châm nè. Ớt sừng, đọt ớt. Ớt sừng nè. Rồi. Đọt ớt, cải thảo. À, đây là gì? Đây là đọt ớt. À, đọt ớt nè, lạ nha. À. Đây là lá é. Lá é hả? Lá é là mình lập lẩu hả? Lẩu lá é. Lẩu lá é. À, những cái rau rất là phong phú. Ồ. Để như vậy cho nó đầy ấp lên. Đây mới set up lên bằng cái phần lòng ha. Mình thấy trứng non và những cái mề nhìn rất hấp dẫn luôn. Đây đây xào tỏi với lại những cái củ hành này, nhìn bốc cái mùi lên rất là thơm luôn các bạn. Rồi cái mùi gia vị bốc lên rất là thơm luôn. Cái này là món gì anh? Dạ cái này là lòng gà trứng non chế tỏi. À rất đặc biệt ha. Đây nhiều cái mình nhìn rất là lạ luôn. Lòng gà trứng non chế tỏi. Phần này bao nhiêu anh? Dạ 85.000. À. Đó, lòng mề các bạn, trứng non. Đó, bốc lên. Và cái mùi thôi là mình nghe là mình rất thèm ăn rồi các bạn, rất đói bụng luôn. Một dĩa trình bày ra nhìn rất đẹp, rất chất lượng nha. Đây là táo tàu luôn. Cải thề, nấm đông cô luộc, bắp non luộc, cà rốt thái hạt luộc, hành lá và ngải cắt sẵn, gà chiên, xá xíu, trứng non luộc. Và đây là cái món lòng, lòng gà thái hoàng. À, ngắp tràn bờ đê luôn, những cái loại thảo mộc, những cái rau củ quả, rồi những cái thịt gà, xá xíu, trứng non, lòng, rau nhìn hấp dẫn quá luôn. Dạ, cửa hàng thì mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 22 giờ mỗi ngày. À, mỗi ngày luôn. Tới ngày khai trương cũng bán vậy hay sao? Dạ, đúng rồi. À, hiện tại 7 giờ sáng cho đến 22 giờ. À, vậy là các bạn, cái giờ ăn rất rộng, rất thoải mái luôn, ăn cả ngày luôn ha. Nên dịp giờ nào tới cũng được. À, lúc này những cái đùi gà với sụn gà rất là sôi luôn các bạn. À, dầu mới tinh luôn nha. Cái này sẽ ưu tiên cho những đùi gà và lẩu gà. Lẩu gà ớt thì sẽ gà. À, mình có chiên qua hả? Mình sử dụng gà gì? Gà ta. Gà thả vườn ha. Thịt sẽ rất là săn chắc luôn nha các bạn. À, đây mì tươi các bạn. À, chứ cái này vô phần bằng à. Đó. Vô sẵn. À, vô sẵn một phần luôn, lẩu hai người. Ở cái gian bếp thì khách đi ra vô đều có thể tiếp cận được cái không gian bếp nha các bạn. À, giống như là người trong nhà thôi. Đó. Không gian bếp nhìn rất là đẹp. Bên mình hiện tại là đang có combo dành cho lẩu hai người hoặc là lẩu gia đình, trong đó mình có thể chọn được ba loại nước lẩu và trong đó nó sẽ có các loại món ăn kèm. À, đó chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để quét mã các bạn, thì sẽ hiện lên cái trang thông tin về ở quán đó các bạn, quán lẩu gà đệ nhất, mì gà và lẩu gà. Cái này mình sử dụng chung là lẩu gà hầm lá é. À, lẩu gà hầm lá é. Lẩu này sẽ đi ăn kèm với là lẩu. Hình như cái món này là cái lá này ở ngoài miền Trung, cái món này miền Trung của mình. Ở đâu anh? Phú Yên. À, Phú Yên nha các bạn. Lẩu gà lá é. Mì trộn này sẽ đi chung với là một chén nước sốt, nước chấm sốt. Cái này là mì trộn gì anh? Mì trộn gà quay đặc biệt. Gà quay đặc biệt ha. Mình thấy có cái đùi gà rồi có xá xíu nữa nè, rồi cải thề, cái nước sốt, rồi nước súp rồi nước sốt luôn. Dạ phần này là 85. Ồ, nhưng cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là cái phần rau mà để mình dùng với lẩu gà lá é đó các bạn. Mình thấy có lá é nè,
rồi nấm kim châm và nấm bầu ngư luôn. Đây là cái nước lẩu để làm lẩu gà lá é các bạn, đang chuẩn bị đang được nấu sôi nè. Là cái này là cái phần gà của lẩu gà lá é, cái phần nó có thịt gà với lại măng, măng thì cũng đã luộc chín rồi. Đây. Nấu lẩu gà ớt hiểm. Gà nấu ớt hiểm anh ha. Dạ. Ồ, cái món này sẽ dành cho những người là thích ăn cay nha các bạn. Tàu tàu. Đó. Cái này là đẳng sâm. Là đẳng sâm, mình giống như thuốc bắc với anh ha. Mấy cái đẳng sâm rồi có trong vị thuốc bắc á. Dạ, kỹ tử. À. Ớt xiêm xanh đặc dập. Ớt hiểm xanh nha các bạn. Còn tỏi đó mình thấy chiên qua ha. Dạ. Ờ, sẽ rất là thơm luôn. Cái phần chiên này là trong cái lẩu gà ớt hiểm luôn nha các bạn. Dạ, chúng ta sẽ chiên thêm lòng. À, lòng cũng chiên luôn. Chiên thật sơ quá. Gà này mình xé ra trong cái lẩu ớt hiểm luôn ha. Cái rau này là phần những cái phần rau gì anh? Dạ, cải thảo. Cải thảo, đọt ớt non với lại sả son. À, đọt ớt non á, lạ ha. Là trước giờ ăn mình chưa thấy cái lá ớt nha. Quán lẩu gà đệ nhất, mì gà và lẩu gà. À, cái quán rất là đẹp, sáng sủa khang trang và nằm trên đường Bào Cát, quận Tân Bình cũng rất là đẹp luôn các bạn. À, địa chỉ ở đây là số 50 đường Bào Cát, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. À, các bạn có tiện đường thì ghé vào đây thưởng thức những cái món lẩu gà đệ nhất, mì gà và lẩu gà. À, quán nhìn rất đẹp các bạn, nhưng mà thật ra thì giá cả thì nó cũng phải chăng. À, các bạn có thể dừng chân và ghé dùng những cái món về gà nhé. À, đây là cái phần lẩu gà lá é các bạn, dùng có lá é là rau muống nè, nấm kim châm nè, nấm bầu ngư. Đó, ăn với muối mắc khén, tắc, rồi những cái măng nè các bạn, ồ rất là hấp dẫn luôn. Rồi những cái phần gà vàng ôm, có cả cái lòng và cái trứng non. Và đây là cái nước lẩu của lẩu lá gà lá é. Nấu ớt hiểm lúc này nó rất là sôi rồi các bạn. À, mời các bạn cùng dùng với mình nha. Cái mùi của thảo mộc bốc lên là rất là kích thích vị giác luôn các bạn. Mình gọi cái phần này gà nấu ớt hiểm. Đó, các bạn thấy nè, đó trứng nè. Gà này phần nửa coi nha bạn. Nguyên cái phần này là giá chỉ 195.000 thôi. Và cái ly trà vải 29.000. Rất thơm. Trong đây có táo tàu, rồi nấm đông cô, rồi cái củ tỏi được chiên lên luôn đó các bạn. Rồi ớt hiểm nha, rồi những cái thứ mà nãy trong bếp mấy anh làm đó. Cái phần gà nửa con mình thấy có lòng nữa các bạn, rồi trứng non nè. Trong bếp nói là gà này là gà ta thả vườn nha các bạn. Rồi cái món lẩu là trình bày ra rất là nhiều thứ luôn bạn, để cái đầy bàn luôn. Ở trên bàn thì mình thấy có chai tương ớt các bạn, rồi nước tương nè, trình bày rất là đẹp mắt ha. Tắc và ớt, rồi hũ sa tế. Muối chấm này muối chấm mắc khén nha. Mắc khén là ở vùng Tây Bắc đó các bạn. Nhưng mà trong bếp thì cho mình sẵn một cái chén muối chấm rồi, mình không pha nữa. Nấm đông cô nè các bạn. Đó, có hai cái giá, một cái giá không lỗ và một cái giá có lỗ để mình quýnh lộn với nó. Trong đây có ớt hiểm xanh nha các bạn, cắn vô ớt là vừa nóng vừa cay luôn á. Cái này là để đựng xương nha. Trong đây có cải thảo, xà lách son và lá ớt. Lá ớt rất nhiều. Đây đầu tiên mình cho một cái ít xà lách son đi. Đây, cái giá có lỗ.
Để đây đi, trộn vô một chút xíu. Gà này mặc dù thả lẩu các bạn, nhưng mà cũng đã được chiên ra nha các bạn. Đó, nhìn cái màu rất là hấp dẫn luôn và da nó cũng giòn á. Đây mình thấy có lòng nè, cái mề tim gà nè. Đây mình thả cái trứng non vô đây đi. Xà lách son nè. Đó, trời, nó rụt hoài mình bỏ vô. Đó, trong đây có những cái bài trí những cái ức sừng cắt lát nè. Gà mình cũng nhúng vô luôn nha các bạn. Mặc dù chiên rồi nhưng mình cũng nhúng vô luôn nha. Lẩu nó cũng đang sôi, mình mà mở lửa vừa vừa thôi để cái khói nó bay lên, nó sẽ mờ cái màn hình đó các bạn. Đây mình múc một ít nước lẩu, mình nếm thử cái nước lẩu như thế nào. Lẩu gà thổ mộc các bạn, cho nên cái vị nó sẽ rất là thơm ngon. Thơm như cái vị thảo mộc á, cái nước cũng rất là ngọt. Ngọt vị thịt cũng rất là vừa ăn. Bởi vì đây là cái lẩu ớt hiểm các bạn, cho nên nó khá cay. Để lên cái nia rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà trên cái nia thì lại lót một miếng màng bọc thực phẩm, rồi mới để gà đây các bạn. Lót một cái miếng lá chuối luôn. Nó nóng rồi nè. Thật ra cái lẩu này chắc là phải hai người ăn nha các bạn. Cắn vào một cái miếng ớt hiểm xanh quá đã luôn. Trong đây có gà trong đây nha các bạn. Nước lẩu nóng ăn đã luôn. Cái miếng gà thì đã được chiên qua cho nên thịt gà nó sẽ săn chắc và nó tăng cái độ thơm lên các bạn. Nhưng mà khi mình nhúng vào lẩu thì nó cũng mềm lại, mà quả thật đây là gà ta thả vườn cho nên cái thịt nó ăn cũng săn nha các bạn. Ngọt thịt. Đó, nguyên miếng gà là đã không? Để mình chấm vào cái muối bắc kén. Mình ăn mình thấy cái vị thơm và cái vị của thảo mộc rất nhiều. Mình ăn vào đây một ít tắc nha các bạn. Trên bàn có tắc chung có chanh. Cái nước cái vị cũng rất là vừa ăn các bạn. Đó. Đây là cái miếng nấm đông cô các bạn, được cắt chữ thập ở trên và cắt luôn cái chân nấm nha các bạn. Được trần qua khử cái mùi luôn, mình ăn sẽ mất đi cái mùi hanh của cái nấm đông cô nha các bạn. Cái giá này trụng mì đó các bạn, mình thả mì do nóng chút phải không? Làm thêm một chén nữa nha các bạn. Rất ngon. Lúc này xung quanh mình khách ngồi cũng khá đông nha các bạn. Cái này là táo tàu. Có táo tàu luôn. Cái nước rất ngon luôn, húp nước cũng đã đời luôn. Nó có vị cay nha các bạn. Rồi nấm đông cô. Mình sẽ bỏ cái phần lòng gà vô đây luôn. Cái chén này mình sẽ ăn mì, lòng gà, trứng non và lòng. Cho nó nóng chút đi. Ly trà vải 29.000, khá ngon. Ở trong đây có những cái trái vải nè các bạn. Có cái rau húng lủi. Cũng mì được trụng lại cũng khá là mềm mại ha. Đây là những cái lá ớt các bạn. Để mình nó còn mấy cái cọng mình lặt ra. Lá ớt nha. Đó giờ mới ăn lá ớt nè. Vớt cái phần lòng ra. Rồi mình cho phần lá ớt vô luôn. Những cái trái ớt hiểm xanh nấu nó mềm ra luôn nè các bạn. Đó, cái phần lòng gà nè, có gan rồi có tim luôn nè. Chấm vào muối tiêu mắc khén. Cái phần lòng này hồi nãy cũng chiên qua chung với gà các bạn. Nó dậy mùi thơm. Mình vớt cái phần lá ớt ra nha. Cái phần lá ớt trụng nó mau mềm đó các bạn. Đây là những cái phần lá ớt, ăn thử nha. Cái lá ớt trụng vô nhưng mà nó mềm các bạn, nhưng ăn nó cũng còn cái độ sực sực á. Và nó hanh hanh nha các bạn, chứ nó không có hề cay nha. Cái nước lẩu chỉ cay là cay cái ớt hiểm xanh thôi. Phần gà, phần lòng ở gan rồi. Ăn rất là bùi luôn. Đó, mình có nguyên cái phần trứng non luôn nè. Lăn lộn vô muối. Đó, nguyên cái phần trứng non.
Những cái miếng này ở trong lẩu rất nhiều các bạn. Kêu là đẳng sâm nha các bạn. Cảm giác giống như là măng tây. Có những cái viên đen đen là kỹ tử nha các bạn. Phần nấm đông cô rất là mềm mại. Còn đây là những cái táo tàu. Táo tàu thì nó ra cái vị ngọt và nó có cái hộp. Mình cắn cắn lừa cái hộp ra ha, không phải cắn cái bóp là mẻ răng luôn á. Trong phần rau thì cũng có cải thảo nữa các bạn. Đó, mình bỏ vô nha, bỏ cho nó mềm ra ăn. Ớt hiểm nó lúc này nó tan ra các bạn. Cái vị nó cũng thấm và nó cay, hơi cay cay ha. Nhưng mà mình ăn cay rất tốt. Lúc này gà cũng còn rất là nhiều. Đó, bây giờ mình thả gà vô cho nó nóng ha. Mặc dù đã chiên rồi nhưng mình cũng thả vô. Đây lẩu đã sôi rồi, sôi lại mình vớt những cái miếng gà ra. Được ăn cái nồi lẩu thì được ăn kèm với rất là nhiều loại rau luôn các bạn. Ở đây có lá ớt, cải thảo, rồi xà lách son ha. Còn ngoài ra còn có những cái thứ nguyên liệu thả trong thả lẩu nữa. Đây những miếng cải thảo nè. Mới trong nồi lẩu vớt ra còn khá nóng các bạn. Đây cái phần da gà nè. Da gà hồi nãy cũng đã được chiên lên đó. Gà ta thả vườn. Gà này ăn cũng thịt cũng khá dai các bạn. Những cái phần gà này đã được quán xé ra sẵn rồi các bạn. Chấm vô muối thì nó hơi cho mặn mặn chút xíu. Cái củ tỏi này cũng được thả vào trong một nồi lẩu nữa các bạn. Nhưng mà trước khi thả vào là có chiên qua nha các bạn. Tỏi nguyên củ, nguyên tép, còn nguyên vỏ luôn nè. Đó, rất là mềm các bạn. Đó, mình gỡ ra mềm đó. Rất là bùi luôn. Mình dùng cái món lẩu gà nấu ớt hiểm các bạn. Rất là ngon, cái nước lẩu ngon lắm các bạn. Bởi vì nó có những cái thảo mộc rất là thơm ngon luôn. Gà cũng gà ta thì cũng rất là ngon. Được chiên qua kèm với những cái loại rau. Và hôm nay mình có ăn cái lá ớt nữa các bạn. Đi đông người các bạn đã ăn dùng lẩu, mà các bạn không ăn lẩu thì ở đây cũng có bán mì nha các bạn. Phần tô, những cái tô mì gà đó các bạn. Có lẽ mình xin kết thúc video ở đây để mình sẽ ăn tiếp cái phần này nữa các bạn. Chứ để thì video nó sẽ rất là dài luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nào có tiện đường thì có thể đi ngang ghé dùng thử quán ở đây. Mình chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Mình kết thúc video ở đây và mình hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.